Clip này em sẽ test chiếc âm ly có mức giá 690k. Con này hát karaoke rất là hay bác nhé. Hát karaoke rất hay. Có cả echo reverb hết luôn. Em đã test con âm ly này với đôi loa Proreo 250W một chiếc này. Rất là hay luôn. Con này các bác chạy được điện 12V và chạy điện 220V. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm thì cắm các loại. Đã có cả cổng cắm điện thoại máy tính laptop phía sau này. TV vào. Ngoài ra bắt nhạc không dây của Bluetooth. Sau đây em sẽ ghép cho bác với lại đôi loa dòng này loa cao cấp rồi. Con này loa cao cấp, con sơn mài. Đây. Con này là con loa gì đây? RT11. Đây là đôi loa RT11 này. Trở kháng từ 4 đến 8 ohm, công suất 150W một loa. Con này có 150W một loa đấy ạ. Sau đây mời các bác ra vào cái clip em test này. Cũng ra gì đấy. Đôi loa này có mức giá là 3 triệu 9, loa chuyên nghe nhạc. Tắt nhé, tắt luôn này. Đó. Mở này, play đây này. Âm ly này là 690k, con này 3 triệu 9, đôi loa 3 triệu 9 ạ.